Kinh Lương Hoàng Sám. Lương Hoàng Sám còn gọi là Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp, được viết vào đời Lương Vũ Đế, do các pháp sư đời Lương họp soạn và có nhiều liên hệ với ông nên thông thường gọi là Lương Hoàng Sám. Lại có tương truyền rằng thuở còn Hàn Vi, vợ Lương Vũ Đế là Hi Thị, vì ghen tuông mà trầm mình xuống giếng. Khi Lương Vũ Đế lên ngôi, oan hồn của Hi Thị hóa làm rắn mãng xà báo oán. Các thực sĩ trù hiểm không hiệu nghiệm, sau nhờ Tế Công trưởng lão dạy phải thiết đàn tràng sám viện, giải trừ oán kết, gọi rửa tội khiên tam độc. Nhờ đó Hi Thị mới được thoát kiếp mãng xà. Trì tụng kinh này có công năng tiêu từ tội chướng, giải quán đối nhiều đời. Dĩ nhiên người trì tụng phải nhất tâm thành thẩn mới có nhiều kết quả, nhất là phải chí thành lãnh lễ các danh hiệu Phật và Bồ Tát, chứ không nên tụng suông